Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Biển Đông bị Trung Quốc đe dọa, Philippines tiếp tục cho quân đội Mỹ thăm viếng. Nhận định về việc trì hoãn quyết định chấm dứt thỏa thuận thăm viếng quân sự viết tắt là VFA với Hoa Kỳ. Giáo sư Kathe nói chính thức thì Tổng thống Duterte giải thích quyết định này là để đáp lại đề nghị hỗ trợ Philippines chống lại đại dịch của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam và giao ban quốc tế vạch ra là việc Tổng thống Duterte quay về với Trung Quốc trong 4 năm qua đã không mang lại lợi ích kinh tế gì cho Philippines như dự đoán ban đầu. Và lập trường ủng hộ Bắc Kinh của Duterte cũng đã không ngăn cản Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy việc khẳng định quyền kiểm soát các đảo và vùng biển mà Philippines tuyên bố là chủ quyền. Đây là hình ảnh tàu chiến USS Montgomery của Hoa Kỳ tại đảo Mindanao trong một lần thăm Philippines vào cuối tháng 6 năm 2019. Trao đổi với đài BBC tại London qua email từ Canberra, Úc hôm 4 tháng 6, giáo sư Kathe nói rằng đồng thời Hoa Kỳ cũng đã hết sức cố gắng để không cho mối quan hệ song phương xấu đi đến mức rạn nứt. Giáo sư Kathe nói tiếp, Tổng thống Donald Trump đích thân và nhiều lần mời Duterte đến thăm Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng đã làm rõ cam kết của Hoa Kỳ đối với Philippines ở Biển Đông theo hiệp ước phòng thủ lẫn nhau, viết tắt là MDT vào năm 1951. Tháng trước, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã chấp thuận việc bán một loạt vũ khí tiên tiến trị giá hơn 2 tỷ đô la cho Philippines. Tóm lại, đã có sự phản đối trong chính phủ Philippines, gồm cả các quan chức quốc phòng cấp cao về việc chấm dứt VFA với Hoa Kỳ. Cũng đã có sự phản đối về mặt pháp lý của các thượng nghị sĩ, những người tìm kiếm phán quyết của tòa án tối cao về việc liệu Duterte có quyền thu hồi VFA mà không có sự chấp thuận của Quốc hội hay không. Cuối cùng thì dư luận Philippines trở nên bất mãn với Trung Quốc, trong khi tỷ lệ thân Mỹ lên cao nhất trong số các quốc gia Đông Nam Á trong cuộc trưng cầu dân ý gần đây. Và việc Tổng thống Duterte đưa ra thông báo 180 ngày về việc chấm dứt VFA là một phản ứng giận dữ trước việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ chối cấp visa cho Thượng nghị sĩ Rona Bato Mubdera thân thiết với Tổng thống Duterte. Chỉ có thể suy đoán rằng các nhà ngoại giao Mỹ, cả ở Manila và Washington, đã có các cuộc đàm phán bí mật để loại bỏ sự việc gây khó chịu đặc biệt này. Đồng thời, các quan chức quốc phòng Hoa Kỳ có lẽ cũng đã làm việc hết sức để tìm ra các cách thức và phương tiện để củng cố liên minh giữa hai nước thông qua các chương trình đào tạo. Và như vậy thì Bắc Kinh sẽ phản ứng thế nào? Họ có thể làm gì để trừng phạt Philippines vì quyết định này được đưa ra với việc Philippines lại quay trở về với Mỹ? Đây là hình ảnh đảo đá chữ thập trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã bị Trung Quốc chiếm đóng và xây thành đảo nhân tạo trái phép. Những hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy Trung Quốc đang phát triển đá chữ thập thành căn cứ quân sự hỗn hợp lớn nhất tại Biển Đông. Giáo sư Ca Thầy tiếp lời như sau. Bắc Kinh sẽ tính toán đường dài, Trung Quốc sẽ tinh tế trong việc gây áp lực lên Philippines. Trung Quốc sẽ nhử củ cà rốt trong quan hệ kinh tế, trong khi vẫn liên tục gây áp lực ở biển Tây Philippines. Và Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ Philippines trong việc chống lại mối đe dọa của viêm phổi Vũ Hán. Trung Quốc cũng có thể chơi thẻ bài trong vành đai và con đường bằng cách thông báo hỗ trợ tài chính cho dự án xây dựng và xây dựng của Duterte vào thời điểm thích hợp. Trong khi đó, bộ máy tuyên truyền của Trung Quốc sẽ tận dụng những nhược điểm của Hoa Kỳ là sự lây lan của virus corona trong hải quân Hoa Kỳ và tình trạng bất ổn dân sự ở nước này. Trung Quốc sẽ lập luận rằng Hoa Kỳ là một đồng minh không đáng tin cậy. Và Trung Quốc sẽ thể hiện sự kiềm chế trong các hành động công khai trong khi tiếp tục thách thức các tàu hải quân và máy bay quân sự của Philippines khi họ đi qua biển Tây Philippines. Trung Quốc cũng sẽ duy trì sự hiện diện của cái gọi là ngư dân của họ ở vùng biển quanh Pasaka. Và như vậy, việc Philippines tạm hoãn quyết định chấm dứt VFA với Mỹ sẽ ảnh hưởng đến các cuộc xung đột ở Biển Đông ra sao? Câu hỏi cũng được đặt ra. Và những quốc gia nào sẽ có lợi nhất? Giáo sư Ca Thầy nói tiếp, việc tạm hoãn chấm dứt VFA trong 6 tháng có thể được kéo dài thêm 6 tháng nữa. Nếu không đạt được thỏa thuận, đồng hồ sẽ được đặt lại và chấm dứt sẽ được tiếp tục. 6 tháng tới đây sẽ là khoảng thời gian tế nhị khi Manila và Washington tìm ra cách để hướng tới tương lai. Và một điều là nếu VFA mà không bị bãi bỏ thì sự hồi sinh của Liên minh Hoa Kỳ và Philippines sẽ góp phần làm ổn định Biển Đông hơn. Đây là hình ảnh Tổng thống Duterte tiếp Tổng thống Donald Trump nhân chuyến thăm Philippines vào tháng 11 năm 2017.
Sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại Philippines theo thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng sẽ đóng vai trò như một biện pháp răn đe, đặc biệt là sau khi cam kết bằng lời là sẽ khởi động lại hiệp ước phòng thủ lẫn nhau, viết tắt là MDT. Nếu lực lượng quân đội Philippines bị tấn công thì Hoa Kỳ cũng sẽ hỗ trợ. Ngoài ra, Hoa Kỳ có thể hỗ trợ nhận thức về lĩnh vực hàng hải, huấn luyện lực lượng vũ trang Philippines để bảo vệ lãnh thổ và bằng cách duy trì sự hiện diện của lực lượng hải quân và không quân Hoa Kỳ tại đây. Sự hồi sinh của mối quan hệ quốc gia và quốc phòng tốt giữa Philippines và Hoa Kỳ có thể thu hút sự hỗ trợ từ Nhật Bản, Úc và các cường quốc gia khác cho sự kết hợp với hoạt động hàng hải ở Biển Đông. Ngoài ra, Việt Nam, Malaysia và Indonesia đều được hưởng lợi từ trấn an này của Hoa Kỳ. Việt Nam giờ sẽ phải ít đối mặt hơn với áp lực cho Hải quân Hoa Kỳ quyền truy cập nhiều hơn vào các cảng của mình. Cụ thể, quyết định trì hoãn quyết định chấm dứt của VFA với Mỹ của Philippines giúp Việt Nam như thế nào trong việc khẳng định chủ quyền ở Biển Đông? Câu hỏi cũng được đặt ra. Giáo sư Cathay nói như sau. Hoa Kỳ gần đây đã gửi công hàm đến Liên Hợp Quốc phản đối và thách thức các yêu sách của Trung Quốc với các quyền lịch sử cũng như việc Trung Quốc khẳng định chủ quyền đối với các đảo ở vùng Biển Đông. Và sự can thiệp gần đây của Hải quân Hoa Kỳ vào vùng biển ngoài khơi Đông Malaysia để hỗ trợ thăm dò dầu khí trước sự quấy rối của Trung Quốc cũng đã bày tỏ sự khuyến khích rằng Hoa Kỳ sẽ làm điều tương tự nếu Trung Quốc thách thức bất kỳ hoạt động thăm dò dầu khí nào ở vùng biển Việt Nam gần bãi Tư Chính. Việt Nam và Indonesia sẽ được khích lệ bởi thách thức pháp lý của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc vì điều này củng cố đệ trình của họ lên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Đây là hình ảnh bên trái là công hàm ngày 1 tháng 6 đăng trên trang web dài của Phái đoàn Thường trực Mỹ tại Liên Hợp Quốc do Đại sứ Mỹ Kelly Craft ký tên và gửi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nêu rõ. Phía Mỹ khẳng định như sau, nước này bác bỏ yêu sách của Trung Quốc vì không phù hợp với luật pháp quốc tế dựa trên Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982. Và bên phải là Đại sứ, trưởng phái đoàn đại diện Trung Quốc tại ASEAN, Đặng Tích Quân. Viết trần tweet cá nhân chiều ngày 3 tháng 6, ông Đặng Tích Quân gọi các cáo buộc của Mỹ trong công hàm gửi lên Liên Hợp Quốc ngày 1 tháng 6 là vô căn cứ. Và câu hỏi tiếp theo giáo sư, quyết định vừa rồi của Philippines còn mang ý nghĩa gì nữa không? Giáo sư Cathay nói, Philippines gần đây đã có chính sách tuyên bố mạnh mẽ hơn về chủ quyền tại Biển Đông thông qua các lập luận và pháp luật dựa trên phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016 trong vụ kiện chống lại Trung Quốc. Philippines cũng đề nghị hỗ trợ ngoại giao cho Việt Nam sau vụ chìm tàu đánh cá Việt Nam vào tháng 4 vừa qua. Hai nước là đối tác chiến lược, có khả năng là Philippines và Việt Nam sẽ phối hợp tốt hơn các chính sách Biển Đông của họ, đặc biệt là chiến lược pháp lý. Vào một thời điểm nào đó trong tương lai, máy bay trinh sát, hàng hải và tàu hải quân của Hoa Kỳ có thể thực hiện các chuyến thăm tạm thời tới cả hai nước khi họ bay qua và đi vào Biển Đông. Và vào ngày 2 tháng 6, Ngoại trưởng Philippines, ông Luxin đã thông báo nước này đã tạm hoãn quyết định chấm dứt thỏa thuận các lực lượng thăm viếng vũ trang VFA vốn tồn tại 20 năm với Mỹ. Thông báo này được công bố trên trang web của Đại sứ quán Mỹ tại Philippines với nội dung như sau. Vào ngày 1 tháng 6, Chính phủ Philippines đã thông báo cho Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Philippines về quyết định đình chỉ chấm dứt thỏa thuận thăm viếng quân sự. Hoa Kỳ hoan nghênh quyết định của Chính phủ Philippines. Liên minh lâu đời của chúng ta đã mang lại lợi ích cho cả hai nước và chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ về mặt an ninh và quốc phòng với Philippines. Cũng trong ngày 2 tháng 6, Ngoại trưởng Philippines Theodore Locsin viết trên trang tweet rằng quyết định này được đưa ra theo lệnh của Tổng thống Duterte. Ngoại trưởng Theodore Locsin cũng giải trình Tổng thống Duterte đã thay đổi quyết định của mình với lý lẽ như sau. Một người không thay đổi suy nghĩ thì không thay đổi được điều gì. Đồng thời ông nhấn mạnh tiếp như sau. Các tình huống trên thế giới đang thay đổi rộng khắp và nhanh chóng. Trong thời gian đại dịch và căng thẳng về siêu quyền lực gia tăng, một lãnh đạo thế giới cần nghĩ nhanh, làm gấp vì sự an toàn của quốc gia và hòa bình cho thế giới. Đây là hình ảnh hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Trung Quốc tập trận tại Biển Đông vào tháng 12 năm 2016. Trước đó, vào hồi đầu tháng 2 năm nay, Tổng thống Duterte đã tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận ký vào năm 1998 giữa hai nước Mỹ và Philippines. Quyết định của Tổng thống Duterte được cho là bắt nguồn từ mối bất hòa được khơi mào khi Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết trừng phạt các quan chức Philippines liên quan đến cuộc chiến chống ma túy của ông Duterte và việc giam giữ thượng nghị sĩ bất đồng chính kiến Laina Lima. Đặc biệt, Hoa Kỳ đã hủy bỏ thị thực của thượng nghị sĩ Ronaldo, một trong những người lãnh đạo cuộc chiến chống ma túy đẫm máu
của ông Duterte. Còn lý do chính thức mà ông Duterte đưa ra là để giúp Philippines đa dạng hóa quan hệ ngoại giao và để quân đội Philippines độc lập hơn. Và bất chấp những phản đối từ phía quân đội, Manila vẫn gửi thông báo hủy VFA vào ngày 11 tháng 2, kích hoạt thời hạn 180 ngày trước khi chính thức chấm dứt thỏa thuận vào ngày 9 tháng 8. VFA đóng vai trò quan trọng trong một trong những quan hệ đồng minh quan trọng nhất của Washington ở châu Á. VFA tạo khuôn khổ pháp lý để quân đội Mỹ có thể luân chuyển đến Philippines. Theo các chuyên gia, nếu không có hiệp định này, các thỏa thuận quốc phòng song phương không thể được triển khai. Tuy nhiên, tương lai của thỏa thuận này vẫn bất định khi Manila chỉ tạm thời hoãn việc thỏa thuận này thôi. Theo lá thư vào ngày 1 tháng 6, được Bộ Ngoại giao Philippines gửi cho Đại sứ quán Mỹ, việc trì hoãn quá trình hủy VFA sẽ được tiếp tục trong 6 tháng và có thể được gia hạn thêm 6 tháng nữa. Sau đó sẽ nối lại quá trình hủy thỏa thuận như đã thông báo ngày 11 tháng 2. Có thể thấy, thông báo chính thức về việc hoãn thực hiện quyết định nói rằng nguyên nhân là diễn biến chính trị và các vấn đề khác ở khu vực, nhưng không nói cụ thể hơn. Đây là hình ảnh tàu sân bay USS Ronald Reagan đã hoạt động trở lại. Một số nhà phân tích cho rằng nguyên nhân liên quan đến căng thẳng gia tăng trên Biển Đông, tức là từ chính cách ứng xử của Trung Quốc. Duy trì thỏa thuận quân sự với Mỹ cũng là công cụ hiệu quả để giúp kiềm chế các hành động khiêu khích của Trung Quốc trên Biển Đông. Chuyên gia luật biển Jay, trưởng luật khoa luật và các vấn đề biển thuộc Đại học Philippines nhận định, ông Duterte quyết định tiếp tục duy trì VFA có thể do tác động của những hành động của Trung Quốc trên Biển Đông gần đây nhằm vào các nước Việt Nam, Malaysia và Indonesia. Ông này cũng nói với báo Bưu điện Hoa Nam Buổi Sáng là các lực lượng vũ trang Philippines đang ở tình thế dễ tổn thương do thiếu tàu tuần tra và tiếp tế. Ông miêu tả, hai tàu lớn nhất của Philippines vẫn đang ở Ấn Độ, nếu tôi nhớ đúng, trong khi những phương tiện trên không và trên biển khác đang được dùng để vận tải hàng tiếp tế và y tế. Còn ông Pauline, Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược CSIS ở Washington, Mỹ, đánh giá rằng việc bãi bỏ VFA luôn nhận được ít ủng hộ. Ông Pauline nói tiếp như sau, giờ Trung Quốc đang hành xử hung hăng trong khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán, khiến hầu hết các cuộc gặp của các quan chức cấp cao Mỹ và Philippines phải hủy. Rõ ràng, ai đó đã thuyết phục ông Duterte rằng vì điều này và những lý do khác họ cần thêm thời gian. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2020 với bản tin lo ngại Trung Quốc, Philippines tiếp tục cho quân đội Mỹ thăm viếng quân sự. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de